Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm một cái video clip ngắn để giới thiệu cho mọi người về cái cảm nhận thực tế của người dùng sau khi 2 tháng sử dụng For Everest Titanium phiên bản 2 cầu đời 2023. Xe này là xe của cá nhân mình, thì mình chia sẻ lại cái quá trình mình sử dụng 2 tháng, nó có ưu điểm gì và nhược điểm gì để cho anh em đang cân nhắc, đang phân vân đối với dòng xe này có thể xuống tiền để mua. Tại thời điểm hiện tại ở Hà Nội thì giá lăn bánh xe này nó rơi khoảng tầm 1,7 tỷ loanh quanh, vì cộng với phụ kiện thiết bị nó cũng đã hạ nhiệt hơn so với trước Tết, khan về nguồn cung. Để giới thiệu tổng quan về chiếc xe thì mời mọi người đi từ bên hông xe, thì là so khác biệt so với thiết kế của đời các đời 2022 về trước, thì là tất cả cái xe này nó đã bo vuông vức và chiều dài, chiều rộng, chiều cao nó đều cải thiện lên 5 cm so với đời cũ, kể cả chiều dài cơ sở và chiều cao. Những cái thông số đấy thì các bạn có thể nhìn thấy mặt. Về nội thất của xe thì là khá là rộng rãi cho các hàng ghế. Chất liệu ghế thì cũng là chất liệu da Napa cao cấp. Tuy nhiên cái màu da nguyên bản của xe này là da màu đen. Cái này là mình bọc lại bằng da Napa cao cấp. Các cái chiết chi tiết mà ốp vân gỗ này thì mình cũng làm thêm. Cho nên Trúc giới thiệu anh em đi mua mà không phải thì bảo là bác tài giới thiệu nó không đúng, thì mong anh em thông cảm. Tất cả những cái chi tiết này cũng làm thêm với giá thành nó cũng tương đối là dễ chịu. Về ưu điểm của cái dòng xe này thì đấy là đã được cải thiện khá là tốt về cái độ cách âm, cũng như tiện nghi nội thất trong khoang lái. Hình thức ngoại thất thì bắt mắt, gầm cao, khả năng lội nước tốt và rất nhiều các cái tính năng an toàn và nhiều option công nghệ. Tuy nhiên là cũng có một vài điểm trừ. Sau 2 tháng sử dụng mình thấy cần có thể chia sẻ với một số mọi người rõ hơn, thì mời các bạn vào trong xe. Cái điểm hạn chế đầu tiên, cũng có thể nói là hạn chế, cũng có thể nói là một cái nó chưa tiện cho người dùng, đấy là cái thứ nhất là cái xe này mặc định chế độ giữ làn. Cái này thì có thể là nó tiện cho đối với cái đường cao tốc hoặc là ở nước ngoài, hoặc khi mình lên cao tốc, còn đi lại ở trong phố thì vì lên xe nó mặc định trước nước này, cho nên lúc mình lái ở trên đường phố, nếu mà lên xe không để tắt cái tính năng này ấy, thì khi đánh lái là sẽ bị là xe nó vặn lại rất là khó chịu. Đấy, thành ra là phải thêm một cái thao tác, đấy là mọi người phải tắt cái chế độ này đi. Đấy, Landscaping System Off. Đấy, thì đây là thêm một động tác thứ nhất. Đấy, động tác thứ hai là hệ thống đèn pha. Tuy là hệ thống đèn pha tự động bật chiếu xa gần, tự động bật tắt, tuy nhiên là cái cảm biến để xa gần ấy, bởi vì xe này nó gầm cao, thì rất nhiều lần các cái xe ngược chiều họ phản ánh là để cho nó tự động cụp xuống pha cốt là ở khoảng cách nó quá gần. Đấy, gây khó khăn cho người ta trong công tác xử lý. Về cái nhược điểm thứ ba, đấy là bán kính vòng quay của xe này khá là lớn. Đối với cái điều kiện đường phố của Hà Nội thì việc quay trở những cái xe mà có chiều dài lên tới gần 5 mét như cái xe này thì là cũng khá là vất vả, là khó khăn. Một cái nhược điểm thứ tư nữa nó bị cắt so với cái phiên bản nước ngoài, đấy là cái chế độ 2 cầu toàn thời gian 4A, nghĩa là 2 cầu tự động. Phiên bản ở nước Úc thì có cái này. Một cái nhược điểm nữa, thực ra cũng có thể là nhược điểm, cũng có thể là do hạ giá thành.
Cho nên là cái xe này đã bị cắt mất cái loa trung tâm. Bình thường khu vực này nó có một cái loa trung tâm. Đấy. Và một số các bạn độ chế thì các bạn có thể thay được một cái loa giải âm trung ở đây. Đấy. Và có một cái mặt dưỡng ở bên ngoài. Tuy nhiên phiên bản nhập về Việt Nam không có. Cùng với đó là ở phía sau cốp thì nó cắt mất một cái loa xúc. Đấy. Thành ra là hệ thống loa tiêu chuẩn của cái xe này chỉ còn có 8 loa. Sau 2 tháng sử dụng thì mình thấy thực ra nó cũng không phải là bất tiện lắm, nó có ý giảm giá thành nhưng cũng có thể cho đấy là điểm trừ. Loa thì không đề thương hiệu gì nhưng theo mọi người kháo nhau là loa là thương hiệu của Sony và mình thấy nghe chất lượng khá là ok. Đối với bạn nào mà không sành lắm về các thứ thì cũng có thể là chấp nhận được. Đấy là sơ bộ một số các cái nhược điểm mà sau 2 tháng sử dụng mình thấy nó cần phải đề cập để anh em có thể cân nhắc. Đấy, một cái nhược điểm nho nhỏ cuối cùng nữa, đấy là hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba mặc dù cái khoảng để chân rộng rãi nhưng mà nó không ngả được. Nếu đi đường dài đối với hai người ngồi hàng ghế thứ ba thì là cũng sẽ là khá là mỏi. Và rất nhiều người mua xe về thì độ chế cho nó ngả ra một tí, nhưng mà nếu các bạn ngả ra một tí thì mình khuyên là cũng không nên, nó phải đánh đổi đấy, là cái khoang diện tích ở đằng sau. Đấy là sơ bộ một vài cái nhược điểm như vậy. Còn về ưu điểm thế để thay đổi thì mình có thể chạy một đoạn để các bạn cảm nhận được. Cái ưu điểm thứ nhất đối với cái xe này đấy là hệ thống cách âm rất là tốt, từ cách âm môi trường cho đến cách âm phản hồi của mặt đường. Mặc dù là xe máy dầu nhưng mà đi thì hầu hết không nghe cái cảm giác cái tiếng lách tách 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 mà truyền thống của động cơ dầu mang lại. À, và đôi khi anh em vẫn đùa với nhau là cảm giác nếu mà chạy ở trên đường mọi người nói chuyện thì nó êm như là xe điện. Cái ưu điểm thứ hai là một số các cái tính năng hỗ trợ về an toàn khá là tốt. Ví dụ như là hỗ trợ phanh khi lùi, thì anh em test rồi. Cái hệ thống cảm biến đối với cái bản xe Titanium Plus hai cầu này thì nó có 8 cái cảm biến quanh xe. Đấy, và lúc mà gặp tình huống đông người hoặc là đi vào cái con đường hẹp hoặc là có cái xe mà tiến sát lại gần thì nó sẽ bật lên camera 360 độ và mô phỏng hình 3D từ trên cao. Cái mô phỏng 3D từ trên cao nó rất là hay. Tôi có thể bật cho các bạn xem cái tính năng này. 3D từ trên cao thì có nghĩa là đây. Thì mình có thể căn được các thứ và các cái video, các cái camera của nó, các cái góc phải nói là siêu rộng. Vậy đây có thể nhìn rõ được cả cái biển số phía trước là tất cả các vật cản phía trước và phía sau thì đều rất là tốt. Đấy, góc rộng. Một cái ưu điểm nữa đấy là xe này có auto hold chủ động. Đấy, lúc các bạn đi qua ngã ba ngã tư đây, các bạn thực hiện một cái thao tác rất là đơn giản thì là đấy, nó hiện lên một cái biểu tượng hình bàn tay xanh. Đấy, thì như các bạn đã biết là không phải dùng phanh và mình cũng không phải về số. Đấy, đối với cái đường phố mà đông đúc như ở đô thị như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì tính năng này rất là hữu ích, làm cho bác tài cảm thấy thoải mái, không phải phanh, không phải vào số, không phải dồn số thì nó khá là tiện dụng. Một cái ưu điểm nữa đấy là không thể không nói đến, đấy là chính là cái màn hình trung tâm. Cái màn hình trung tâm này thì nó chứa đựng rất là nhiều thông tin mình có thể cài đặt được ở trong này, từ cái tab control đến tab setting thì các bạn có thể là dễ dàng cài đặt. Hơn nữa trong này nó có một cái sách hướng dẫn, bản thân trong này có một cái sách hướng dẫn và nó có thể là chi tiết toàn bộ về các cái yếu tố mà mình có thể thậm chí là chọn được ngôn ngữ ở trong này. Đấy, mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì ở trong này nó có sẽ hướng dẫn hết, ví dụ như là danh mục này,
thông tin âm thanh, bản đồ, kết nối chăm sóc, bảng đồng hồ, nội thất, cửa sổ, lái xe, ngoại thất, tất tần tật ở trong này. Ví dụ như là chăm sóc bảo dưỡng xe thì nó có lọc khí thả này, cầu chì, ví dụ ấn vào cầu chì đây thì nó có biện pháp phòng ngừa về cầu chì, hộp cầu chì dưới capo, hộp gì dưới ắc quy, tất tần tật để cho những cái người đi xe coi như là một cái cẩm nang để sử dụng, rất là tiện lợi. Trong này hôm trước tôi xem có đầy đủ các cái yếu tố, ví dụ gương, đồng hồ, màn hình cài đặt, tất tần tật. Thì đấy là một cái ưu điểm của hãng Ford. Và điều cuối cùng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đấy là cái chức năng đề nổ từ xa và định vị từ xa. Đấy là có cái chức năng Forpass. Forpass này nó liên kết trực tiếp với nhà máy, với cá nhân của chủ sở hữu, có thể đóng mở từ xa. Ví dụ mình đang ở Hà Nội, xe đang ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc bất kỳ một vị trí nào trên thế giới, lâu ngày mình không đi, mình có thể thực hiện thao tác và cho nó đề nổ và tắt. Nếu tự động nó tắt thì nó sẽ tắt trong vòng khoảng 15 phút. Mình mở cửa, ví dụ mình lên nhà mình quên đóng cửa. Ngoài ra trong này có thể kiểm tra được tình trạng, ví dụ như là ốt đô này, vị trí, vị trí cách thời gian ở đây bao lâu. Xe này mà cho ông nào mượn đi là biết ngay, xác định được vị trí khu vực, định vị rất là chuẩn. Ngoài ra nó còn chế độ về dầu. Đấy, tình trạng của dầu như xe này là được 66%, nó còn 66% nữa là phải thay dầu. Cảm biến áp suất lốp mình có thể cũng kiểm tra ở trên này. Ngoài ra có thể kiểm tra màn hình. Nhân nói về cái dầu thì mình quay lại một cái nhược điểm nữa mà ban đầu quên chưa nhắc tới. Đấy là dung dịch AdBlue. Dung dịch AdBlue là gì? Tôi sẽ mở cửa xe để cho các bạn hình dung ra. Nó nằm ở giữa bình xăng. Đây, vì cái xe này là vì xe dùng động cơ dầu. Tuy nhiên là vì phiên bản 2023 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho nên là bên cạnh đó nó buộc phải có một cái dung dưỡng, một cái dung dịch gọi là AdBlue. Thì cái AdBlue này mà lúc cái dung dịch này hết thì cái xe này nó không chạy nữa, nó rất là nguy hiểm. Tuy nhiên là nó có cảnh báo ở trên bảng đồng hồ trung tâm. Tuy nhiên là mọi người phải hết sức lưu ý. Thông thường thì khoảng 10.000 km thì thay một lần. Như xe này sử dụng thì cũng chưa phải thay. Cái thứ hai là cái này nó bán cũng không phải là sẵn, thường là các cái cửa hàng dầu và lớn, mà giá của nó cũng không dễ chịu chút nào. Nên là bác nào mua xe cũng cân nhắc, giá nó cũng phải tầm tiền triệu gì đấy. Đấy là tổng quan rất tần tật về đánh giá, về thang điểm. Thì bản thân mình cũng đã sử dụng gần chục đời xe. Xe cao cũng có và xe thấp hơn cũng có. Tuy nhiên với cái tầm tiền 1.7-1.8 thì xe mình đụng lên nội thất là tầm 2.8 và sử dụng cho mục đích gia đình, đấy là xe này phải đạt điểm 8.5/10. Nên mà các bạn mà còn thắc mắc gì trước khi xuống tiền mua con xe này thì có thể để lại dưới comment, mình sẵn sàng có ý cho các bạn. Xin chào.